miếng nữa đi con. Ăn hoài giết mập á. Thôi đừng có đút nữa, no lắm rồi, không muốn ăn nữa đâu. Đừng nó nói không muốn ăn đút hoài. Làm vậy giết người ta nói con giống heo. Đâu có, con đâu có giống heo. Con giống lợn. Đừng có chừng rớt. Ủa vậy là con heo với con lợn hai con khác nhau hả? Con heo nó ngu hơn con lợn. Ngu hơn lợn luôn hả? Để đút miếng nữa đi ba. Vậy là con heo ngu hơn con lợn. Mà con lợn nó ngu hơn con bò. Lợn ngu hơn bò. Mà con bò lại ngu hơn con heo. Vậy là cuối cùng con nào khôn? Con nào khôn hả? Dạ. Thấy cuối cùng ba con nào cũng ngu hết trơn vậy ba. Con nói vậy là sai rồi. Ăn miếng nữa. Ăn hoài à, no quá. Có một con nó rất là khôn, nó khôn hơn ba con còn lại. Thì bởi con gì ba nói thẳng luôn đi, giọng do ấp úng hoài. Bây giờ con ăn miếng nữa đi. Miếng này miếng cuối nha, không ăn nữa đâu. Ba sẽ cho con biết con nào khôn nhất. Con nào vậy ba? Đâu? Ai vậy? Tao nè, nãy giờ nhìn mày ăn tôi thèm muốn chảy nước dãi luôn à. Còn gì không? Sao còn cái tô không vậy? Hả? Nước cũng còn miếng để liếm nữa. Mày vừa phải thôi nha con heo kia. Liếm mổ cho mày chết nè. Bây giờ mới hiểu con chó khôn nhất. Đợi người ta ăn hết, nó lại rửa chén.